Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Đất Việt. Trước tiên, chúng tôi xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi chương trình tin tức thời sự trên kênh Tin Nóng Đất Việt trong thời gian qua. Còn bây giờ sẽ là những tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Sách to giấy tốt còn xài được không? Thưa quý vị, một người thích làm thơ vui từ dân ca, ca dao khi thức cảnh sinh tình về sách giáo khoa bộ mới đã đọc hai câu thơ này. Gió đưa con buồn ngủ ba dài, sách to giấy tốt còn xài được không? Tôi cười nói với bạn, xài thì được, nhưng con mình không để sách cho em nó học được. Lý do cũng đơn giản, một đứa học trong Nam theo một bộ sách giáo khoa khác, một đứa thì học ngoài Bắc lại theo một bộ sách giáo khoa khác. Hai bộ này lại chẳng ăn nhập gì với nhau cả, nên có buồn ngủ cũng như không thôi. Làm sách giáo khoa muốn dân chủ hóa thì cho phép làm nhiều bộ sách, nhưng làm sao để đừng chỏi nhau hay dù không chỏi thì phải kết nối kiến thức được với nhau để các cháu học trò khi học bộ sách này không kính nhi viễn chi khi nhìn bộ sách khác. Dĩ nhiên, địa phương cùng cấp tỉnh thì dùng cùng một bộ sách, nhưng nếu học giữa chừng phải theo cha mẹ về địa phương khác, phải học bộ sách giáo khoa khác thì sao nhỉ? Cuộc hành hương vĩ đại về quê của hơn 2 triệu người lao động nghèo vào cuối năm 2021 để tránh dịch và tránh đói đã nói lên một điều. Những cuộc di dân vì lý do dịch bệnh hay đói khổ vẫn diễn ra trong thời đại 4.0. Và với những gia đình phải đánh đường về quê như thế, thì tiền ăn hàng ngày còn không có, phải nhờ đồng bào hai bên quốc lộ ủng hộ, nói gì đến tiền mua sách giáo khoa vừa to vừa nặng lại đẹp nữa. Và rồi hòn đá to, hòn đá nặng lại đắt tiền, thì người nghèo khổ biết lấy đâu ra tiền để mua sách cho con học. Có một bạn đã sa sút vì tình trạng sách giáo khoa không thể sử dụng lại như những ngày còn chiến tranh khổ nghèo ngày xưa. Rất tiếc là người làm sách đã không nghĩ đến học sinh thuộc gia đình nghèo khi chọn in giấy khổ to, giấy tốt và chỉ dùng cho một lứa học sinh, lứa tiếp theo không dùng lại được. Chuyện sách giáo khoa, một bộ sách giáo khoa dùng vài chục năm, anh truyền cho em, cha truyền cho con, truyền cho cháu là chuyện bình thường. Bộ giáo dục đào tạo có biết người lao động nghèo ở nước ta còn chiếm bao nhiêu phần trăm không? Mua một bộ sách giáo khoa to và đẹp lại đắt tiền như thế, người nghèo không thể ngay một lúc xòe tiền ra mà không nghĩ ngợi. Để có đủ tiền mua sách, họ phải tiết kiệm, tinh giảm đến cả miếng ăn, bữa ăn hay những chuyện không thể chi tiền thì không được. Hãy nhìn vào thực trạng kinh tế của những gia đình công nhân nghèo ở đất nước ta. Nội chuyện tăng mấy phần trăm lương tối thiểu, lương cơ bản mà phải bàn tính tranh cãi bao nhiêu ngày mà tăng chỉ mấy phần trăm, thực tiền chỉ mấy trăm nghìn đồng thì làm sao mua sách giáo khoa vừa to vừa nặng được. Làm sách giáo khoa là để phục vụ học sinh, nhất là những học sinh nghèo, học sinh người dân tộc thiểu số nhà không có tiền. Đến bữa chỉ ăn cơm với muối ớt đi học, chúng ta phải suy nghĩ sâu xa như thế để thấy, ngành giáo dục là nơi có thể làm tỏa sáng định hướng xã hội chủ nghĩa, chứ không phải làm tắt đi hy vọng đi học của con nhà nghèo, con em dân tộc thiểu số. Ai cũng biết bây giờ không có học thì không mong đổi đời, không mong thoát nghèo. Nhưng ngay từ khởi đầu là sách giáo khoa mà phụ huynh đã phải băn khoăn mua với giá đắt, học xong một năm lại bỏ, thì bao giờ giấc mơ thoát nghèo mới thành hiện thực. Nếu bỏ thuế phí, xăng còn 20.000 đồng một lít, làm rõ tin Malaysia muốn xuất khẩu xăng sang Việt Nam. Thưa quý vị, theo Bộ Công Thương, trong cơ cấu giá xăng hiện nay, các loại thuế phí chiếm khoảng 30-32%. Như vậy, nếu không có thuế phí, thì giá xăng Việt Nam sẽ chỉ còn khoảng 20.000 đồng một lít. Trước thông tin một số báo nêu về việc giá xăng tại Malaysia chỉ ở mức 13.000 đồng một lít, vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương đã cung cấp thêm thông tin, cho hay đây là nước sản xuất xăng dầu lớn và xuất khẩu xăng dầu, song nước này không đánh các loại thuế đối với xăng dầu tiêu thụ trong nước. Chính phủ Malaysia có chính sách trợ giá đối với xăng dầu tiêu thụ trong nước cho người dân. Hiện chính phủ Malaysia đang trợ giá 1,65 RM, tương đương với 0,4 USD cho mỗi lít xăng RON95 và 1,85 RM, tương đương 0,45 USD cho mỗi lít dầu diesel. Còn tại Việt Nam, trong cơ cấu giá xăng hiện nay thì các loại thuế phí chiếm khoảng 30-32%, tương đương 10.000 đến 11.000 đồng một lít. Như vậy, nếu không có thuế phí thì giá xăng Việt Nam sẽ khoảng 20.000 đồng một lít, tương đương với 0,86 USD một lít. Như vậy, vụ thị trường trong nước cho rằng nếu chính phủ Malaysia không trợ giá và nếu Việt Nam không đánh các loại thuế phí, giá xăng RON95 của hai quốc gia là tương đương nhau. Tại Malaysia hiện sẽ là 0,87 USD một lít, trong khi giá tại Việt Nam nếu bỏ các loại thuế phí là khoảng 0,86 USD một lít. Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho rằng chính sách trợ giá của Malaysia chỉ áp dụng cho người bản địa. Ngay cả người nước ngoài tại Malaysia cũng phải mua xăng không được trợ giá, nên xăng dầu xuất khẩu của Malaysia cũng được bán theo giá thị trường chung của khu vực.
Như tại Singapore, nước xuất khẩu xăng dầu lớn tại khu vực châu Á, giá xăng dầu cũng đang ở mức khá cao. Giá xăng RON 95 của Singapore hiện ở mức 2,315 USD một lít, tương đương khoảng 54.000 đồng một lít. Liên quan đến thông tin Malaysia muốn xuất khẩu sang Việt Nam khoảng 300.000 lít xăng RON 95 như thông tin một số báo chí đưa trước đó, Bộ Công Thương khẳng định với tư cách là bộ chuyên ngành quản lý nhà nước về xuất nhập khẩu xăng dầu và là bộ đối tác của Malaysia, nhưng đến nay cũng chưa hề nhận được thông tin này. Cơ quan quản lý xăng dầu trực thuộc Bộ Công Thương cho hay đang đề nghị đại sứ Việt Nam tại Malaysia có thông tin làm rõ thêm về những nội dung đã phát ngôn trên báo chí thời gian vừa qua. Nếu trong trường hợp nhận được 300.000 lít xăng từ Malaysia để hỗ trợ cho thị trường trong bối cảnh giá xăng càng cao, thì lượng xăng cũng chỉ tương đương khoảng 1% lượng tiêu thụ xăng trong một ngày của cả nước, đủ để một cửa hàng xăng dầu ở thành phố lớn bán trong 5 ngày. Theo tính toán, hiện nay nhu cầu tiêu thụ xăng cả nước khoảng 20 triệu lít một ngày. Trong khi đó, thông tin từ một số đầu mối xăng dầu lớn giao dịch mua bán xăng dầu đều phải theo giá thế giới. Việt Nam thường giao dịch mua bán xăng dầu với Singapore. Ngoài ra còn có nguồn hàng ở Thái Lan, Hàn Quốc. Đối với việc mua xăng giá rẻ từ Malaysia, khó có thể thực hiện được do Malaysia chỉ áp dụng chính sách trợ giá dành riêng cho người bản địa nên khó có thể xuất khẩu giá rẻ. Bác sĩ tuyến trạm y tế nghỉ việc, hoạt động khám chữa bệnh bị hạn chế. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh, số lượng bác sĩ và y tá trên đầu người thấp hơn đáng kể so với các hệ thống tương đương. Tỷ lệ nhân viên y tế trên 10.000 dân ở thành phố chỉ đạt là 2,31%, trong khi ở Hà Nội là 6,8% và trung bình cả nước là 7%. Ở các nước phát triển, tỷ lệ này là 32-62 y bác sĩ. Với những khó khăn về nhân lực như trên, công việc của nhân viên y tế ở các trạm y tế tuyến phường, xã ngày càng nặng nề. Dịch COVID-19 giảm nhiệt, thu nhập cắt giảm chính là giọt nước tràn ly khiến cho số lượng nhân viên y tế nghỉ việc lớn. Đối với những bệnh viện trực thuộc thành phố, với số lượng bác sĩ, y tá nhiều nên việc nhân sự y tế nghỉ thì các bệnh viện có thể sắp xếp cầm chừng tiếp tục làm việc. Thế nhưng, đối với tuyến y tế cấp phường xã thì điều này là bất khả thi bởi vốn dĩ nhân sự ở đây đã ít, nay lại càng ít hơn. Theo ghi nhận tại một số trạm y tế ở các phường thuộc quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, không ít phường thường bác sĩ là thiếu vì đã xin nghỉ việc. Việc này khiến người dân trên địa bàn có bảo hiểm y tế tại đây muốn đến nhận thuốc nằm trong danh mục được cấp thì không có người kê đơn. Để có thuốc, người dân phải ra ngoài mua hoặc tới bệnh viện. Một nhân viên y tế làm việc lâu năm tại trạm y tế trên địa bàn quận 10 chia sẻ, trong đợt dịch COVID-19, toàn bộ nhân viên y tế ở đây đều căng mình phòng chống dịch bệnh. Bây giờ một số trạm y tế phường ở quận 10 thiếu bác sĩ kê toa. Còn tại trạm chúng tôi có một bác sĩ đủ điều kiện kê đơn, nhưng vì nghỉ sinh nên công tác này tạm hoãn. Các trạm y tế thời gian qua đã tiếp nhận sinh viên ngành y thực tập và làm việc, nhưng chỉ giải quyết được nhu cầu trước mắt là có người làm phụ việc. Về mặt chuyên môn vẫn không đảm bảo như bác sĩ hành nghề lâu năm. Để giải quyết tình trạng này, thành phố là địa phương đầu tiên chi hơn 138 tỷ đồng cho 310 trạm y tế trên địa bàn từ nay đến năm 2025 để thu hút nhân sự về làm việc. Theo nghị quyết của thành phố Hồ Chí Minh, có 3 nhóm nằm trong danh sách được nhận hỗ trợ là nhóm bác sĩ trẻ mới ra trường được hỗ trợ 60 triệu đồng trong 18 tháng thực hành tại trạm. Điều dưỡng hộ sinh được hỗ trợ 30 triệu đồng trong 9 tháng thực hành. Nhóm 2 là người cao tuổi đã về hưu sẽ nhận 9 triệu đồng mỗi tháng nếu là bác sĩ, 7 triệu đồng nếu có chuyên môn y tế khác, trừ trình độ cao đẳng trở lên hoặc trung cấp y sĩ. Nhóm thứ 3 là nhân viên vệ sinh và bảo vệ, nhân sự mới được tuyển dụng sẽ được hỗ trợ 5,5 triệu đồng mỗi tháng. Phó giáo sư Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa Y tế công cộng, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Sau dịch COVID-19, hệ thống tuyến y tế cơ sở đã bộc lộ rõ yếu kém về mọi mặt. Thành phố Hồ Chí Minh có những chính sách nhằm cải thiện tình hình là điều hợp lý. Tuy nhiên, đối với những người hành nghề y, môi trường làm việc, cơ hội nâng cao tay nghề, chuyên môn, cơ hội tiếp xúc bệnh nhân đa dạng là điều cần thiết. Nếu cho người về làm việc ở tuyến cơ sở nhưng không có môi trường làm việc đáp ứng mong muốn và nhu cầu học hỏi chuyên môn, thì việc nhân viên y tế lại nghỉ việc sẽ có khả năng tiếp diễn. Một mũi khoan thăm dò tốn cả triệu USD, nếu không thành ai chịu trách nhiệm? Thưa quý vị, nhất trí về việc cần phải có cơ chế đặc thù để thúc đẩy đầu tư vào lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, các đại biểu Quốc hội cho rằng cần quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn và có cơ chế dự phòng rủi ro. Chiều ngày 3 tháng 6, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo luật dầu khí sửa đổi trong bối cảnh những năm gần đây, sản lượng khai thác và trữ lượng dầu thô đang giảm dần, giảm sâu nên cần thiết có cơ chế mới để thu hút đầu tư, đẩy mạnh khai thác. Đại biểu Nguyễn Ngọc Bảo, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, đồng tình
cần có chính sách hỗ trợ các loại thuế suất cho dầu thô, thuế thu nhập doanh nghiệp để thu hút đầu tư. Song ông băn khoăn về mức thu hồi chi phí tối đa 80% sản lượng dầu khí khai thác được trong năm. Đây là chính sách áp dụng với các mỏ đã đưa vào khai thác, tuy nhiên sau khi họ khai thác không hiệu quả và họ rút đi thì lại là tận thu. Nếu áp dụng chính sách thuế bình thường hiện hành thì không đủ khả năng tận thu. Kéo giàn khoan đi thì mỏ đó coi như bỏ. Ông nói và đề nghị cần phải nghiên cứu một cơ chế đủ mạnh để có thể tận dụng được lượng mỏ, dầu khí còn lại, tăng thu thêm cho ngân sách. Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đại biểu Nguyễn Lâm Thành, Thái Nguyên, băn khoăn về hoạt động điều tra, thăm dò dầu khí là lĩnh vực có tính rủi ro rất lớn, chi phí đầu tư rất lớn, cơ chế quản lý sử dụng hiệu quả vốn nhà nước sẽ ra sao? Ông Thành đặt câu hỏi, nếu tôi không nhầm thì một mũi thăm dò vài triệu USD, nhưng chuyện thăm dò, khoan nhiều mũi là bình thường và hỏng là chuyện bình thường. Vậy người quyết định thăm dò khai thác đây mất hàng chục triệu USD sẽ bị như thế nào, có chịu trách nhiệm pháp lý gì không? Chi phí như thế, nhưng người quyết định sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào? Do đó ông cho rằng, vấn đề ở đây lại là câu chuyện dám nghĩ dám làm. Nên, nếu không có quy định rõ ràng về loại trừ trách nhiệm đối với những trường hợp rủi ro như trên, sẽ rất khó để quyết định là tiếp tục thăm dò những mỏ dầu ở vùng khơi xa. Ông Thành đề nghị, theo tôi, cần quy định rõ hơn trách nhiệm đối với những trường hợp này, cần quy định về loại trừ trách nhiệm của những người quyết định khi thăm dò, khai thác dầu khí, đồng thời cần có quy định chống lợi dụng ràng buộc để tránh tình trạng lợi dụng gây thất thoát tài sản của doanh nghiệp, của nhà nước. Đại biểu Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị có hướng dẫn cụ thể chính sách về dịch vụ kỹ thuật dầu khí cho nhà thầu trong nước có năng lực thực hiện, cũng như nhóm nào khuyến khích nhà thầu nước ngoài tham gia. Mục tiêu nhằm bảo vệ ngành dịch vụ dầu khí nội địa, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp nặng sản xuất vật liệu phục vụ ngành công nghiệp dầu khí. Bà lý giải, lý do cần phải cân nhắc bổ sung hai chính sách này vì thực tiễn hoạt động trong lĩnh vực dầu khí ngoài khơi ở các giàn khoan và lĩnh vực công nghiệp dầu khí trên bờ của Việt Nam chưa theo kịp yêu cầu, không cạnh tranh và theo kịp các nước. Giải trình tại tổ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho hay, phạm vi điều chỉnh của dự án luật là hoạt động thượng nguồn, chứ không phải hạ nguồn và trung nguồn do tính chất đặc thù của thăm dò và khai thác. Trong quá trình điều tra cơ bản, tìm kiếm thăm dò và khai thác cũng giống như tìm kim ở đáy bể, bỏ tiền và công sức để tìm kiếm thăm dò ngoài biển, chưa ai biết có hay không. Nhưng nếu không có những quy định đặc thù của hoạt động này thì không ai dám bỏ tiền của ra để làm. Dẫn chứng mấy năm trước đây, PVN cũng có hoạt động đầu tư ở nước ngoài, bỏ chi phí một khoản rất lớn nhưng cuối cùng cũng dễ gì lấy lại được các dữ liệu. Điều này cho thấy quy định về tính đặc thù của hoạt động thượng nguồn trong luật dầu khí hiện hành hiện có nhưng quy định không đủ rõ, không đảm bảo hệ số an toàn nên cần thiết phải bổ sung chính sách ưu đãi phù hợp với bối cảnh hiện nay.